chặng bay từ Hà Nội đi Tân Sơn Nhất của hãng Vietnam Airlines. Giờ khởi hành 18:45, giá vé 1.384.000 đồng. Hãng Pacific Airlines giờ khởi hành 6 giờ, giá vé 1.659.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 18:45, giá vé 1.384.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 20 giờ, giá vé 1.384.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 18:40, giá vé 1.514.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 18:40, giá vé 1.514.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 16:45, giá vé 1.525.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 15:25, giá vé 1.654.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 18:40, giá vé 1.654.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 18:40, giá vé 1.654.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 5:50, giá vé 1.741.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 5:50, giá vé 1.741.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 5 giờ, giá vé 1.767.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 6 giờ, giá vé 1.767.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 22 giờ, giá vé 1.767.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 23 giờ, giá vé 1.767.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 12:05, giá vé 1.849.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 15:10, giá vé 1.849.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 17:30, giá vé 1.849.000 đồng. Hãng Pacific Airlines giờ khởi hành 10 giờ, giá vé 1.875.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 7 giờ, giá vé 1.972.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 20 giờ, giá vé 1.972.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 21 giờ, giá vé 1.972.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 10:45, giá vé 2.216.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 11:40, giá vé 2.216.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 12:05, giá vé 2.216.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 12:10, giá vé 2.216.000 đồng. Hãng Pacific Airlines giờ khởi hành 12 giờ, giá vé 2.227.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 8 giờ, giá vé 2.242.000 đồng. Hãng Vietnam Airlines giờ khởi hành 9 giờ, giá vé 2.242.000 đồng.